Sau khi đổ bộ vào đất liền thì bão Phi Tâu đã giảm cường độ, tuy nhiên những cơn mưa lớn tiếp tục đổ xuống tỉnh Chiết Giang khiến chính quyền địa phương phải nâng mức đáp ứng khẩn cấp lên cao nhất. Mưa lớn khiến mực nước của con sông tại huyện An Cát, tỉnh Chiết Giang tăng cao lên mức kỷ lục, nhấn chìm một số thị trấn. Giao thông tại thị trấn Mai Tích, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cũng bị gián đoạn sau khi một nửa bị ngập trong nước. Theo hãng tin Tân Hoa Xã thì tính đến nay đã có hơn 4.000 căn nhà bị ngập trong trận bão Phi Tâu. Rất nhiều khu vực bị mất điện, hệ thống giao thông đường thủy và đường hàng không phải ngừng hoạt động. Chính quyền đã phải huy động nhiều thuyền bè để cung cấp hàng cứu trợ cho những người dân bị mắc kẹt.